Chuyển sang các thông tin quốc tế cập nhật trong chuyên mục Cuộc sống bốn phương. Vào ngày hôm qua, Tổ chức Hiệp ước Quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO đã chính thức kết thúc sứ mệnh chiến đấu kéo dài 13 năm tại Afghanistan bằng một buổi lễ được tổ chức ở thủ đô Kabul. Buổi lễ đánh dấu sự kết thúc quá trình chuyển giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh của các lực lượng NATO cho các lực lượng của Afghanistan vốn đã tự đảm trách an ninh ở quốc gia này từ giữa năm ngoái. Tuy nhiên, buổi lễ phải tiến hành trong bí mật do lo ngại các vấn đề các vụ tấn công của Taliban vốn diễn ra thường xuyên tại thủ đô Afghanistan trong những năm gần đây. Bạo lực tái diễn làm dấy lên lo ngại rằng sự can thiệp của các lực lượng quốc tế tại Afghanistan đã thất bại khi mà quốc gia này vẫn phải đối mặt với vòng xoáy bạo lực đến từ các tay súng Taliban. Theo kế hoạch thì từ ngày 1 tháng 1 năm 2015, khoảng 12.500 binh sĩ thuộc lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế tại Afghanistan do Mỹ đứng đầu sẽ không tham chiến trực tiếp mà chuyển sang nhiệm vụ huấn luyện và cố vấn.